Thịnh ơi, lên cho anh vài xe Innova về để chạy dịch vụ. Thật sự là bên em Innova là hỏi đúng người luôn, rất là nhiều luôn. Và bây giờ anh sẽ lên cho anh mình khoảng 4-5 xe. Hiện tại có đại đang có tại cửa hàng ha. Và còn một số dòng xe em đang tiến hành bảo dưỡng và đang để ở trên chi nhánh 2. Hôm nay sẽ cập nhật cho anh vài mẫu để về anh chạy dịch vụ kiếm lúa. Đây là em đầu tiên muốn lên cho anh em mình là Innova G. Innova G đời 2000. Ủa con này là xe dạng ta? Từ dưới chừng em quên xe này luôn. À xe này Innova V tự động anh chị. V tự động xe này thì em đang rút hồ sơ, không có lên ha, đang rút hồ sơ. Lên cho anh em mình số sàn đi. Số sàn có Innova G đời 2006, xe đẹp không lỗi nhỏ, đúng serin luôn. Chất xe đẹp tuyệt vời, đúng G serin anh chị. Có lỗi tặng xe. Em bán anh em mình 248 triệu, hồ sơ cầm tay và anh em bấm số mới nha. G serin, anh em nhìn dàn ghế đẹp không? Dàn trần nỉ riêng theo xe, hai ba dùng lạnh riêng biệt nè. Vô lăng có túi khí nè anh chị ha. Thắng ABS túi khí. G serin mà. 248 triệu, bao xài, bao chén, bao quay đầu anh chị nha. Đó, G xịn 206, còn muốn G 208 thì cũng có luôn. Đó, rồi kế đây thì có em nè, Innova C, form 2015. Em bán anh em mình 195, giá này còn bớt nha. Có xem xe là có bớt, có comment là có bớt luôn. Form mới lên e anh chị ha, em này gốc là gốc 2.7 lên e. Khi mà đăng kiểm thì nói chung thì cũng bình thường, anh em kiểm nếu mà khó em sẽ hỗ trợ em đưa cho anh cái đèn với cái cabo mới. Ha, tháo đồ em đưa cho anh chị kiểm vô tư bao kiểm nha. Một xe này một năm kiểm một lần thôi, chất xe đẹp tuyệt vời, lực mới rồi, một năm kiểm một lần. Và nếu mà hết kiểm được chạy 15 ngày nữa. Em này lên full e 195, còn bớt chút đỉnh cho anh lấy lọc nha. 4 mâm 4 vỏ mới, sơn xe đẹp, kiểm còn được một tháng mấy nữa. Máy số gầm êm, bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu. Rồi ba con rồi đúng không, lên cho em mình thêm ít con nữa. Anh em chờ tí nha. Ngoài đây sẽ có một xe Innova Z 2007, đúng form luôn, đăng kiểm khỏi sơ hành luôn anh chị. Bao xài, bao chạy, bao chán, bao quay đầu. Đã được lên G rồi anh chị, lên bao gồm là vô lăng nè, dàn lạnh nè, máy số gầm êm nè anh chị nha. 4 mâm 4 vỏ mới tinh, để cho anh chị mình 175 triệu ha. 175 triệu xe ngay chủ, mua gốc hồ sơ, gốc mua ủy quyền muốn sao cũng được luôn. Máy gầm số cực kỳ êm và chất lượng. Chất xe rất là đẹp, mua về sẵn đi anh chị ha. Xe này để anh em mình 175 nha. Còn dây thì cũng có luôn, dây còn hai xe, một dây là GL 202, một dây là DX 205. Để em chạy vào đây em cập nhật cho anh em mình xem con Innova G bên này nữa. Innova G bên đây là G 208 cuối, hai túi khí, form mới anh chị ha, mẫu này là mẫu 209-10. Đó, biển số 86 Bình Thuận, xe ngay chủ, anh em nào muốn rút hồ sơ, rút muốn ủy quyền, muốn sao cũng được. Chất xe đẹp tuyệt vời luôn, máy số gầm em đúng G xịn anh chị ha. Chắc lóc cửa rồi quá, nhân viên lóc cửa rồi. Em này thì có quay YouTube rồi đó, với TikTok cũng có quay rồi, anh em cứ lên xem ha. Biển 86 xe ngay chủ, xe này để anh em mình 255 còn bớt nha. Có xem xe là có bớt ha. Chất xe quá đẹp luôn, phơm dáng 7 chỗ ngồi gầm cao, 8 chỗ chứ, 8 chỗ ngồi ha. Đăng ký cho đăng kiểm còn lâu. Xe này giá niêm yết là 255, nhưng mà có xem xe là sẽ có bớt nha. Đời cuối 28 bản G, máy 2.0. Đó, dây nữa nè, Everest nữa nè anh chị ha. Nói chung thì nhiều lắm, anh em có thể qua tham khảo lấy thử, chạy thử. Everest em còn 206, 212, 212 tự động, 206 là số sàn. Máy dầu thì tiết kiệm 100 cây, nó có 50 lít anh chị ha. Đó, nhiều lắm, anh em có thể qua tham khảo. Và cũng như trong clip này, anh em mình thích xe nào cứ bình luận vô, em sẽ trả lời từng comment từng anh em mình nha. Rồi, cảm ơn anh em mình nhiều, địa chỉ cửa hàng anh em.